Hàng ngày, cơ thể con người phải chịu ảnh hưởng của tia phóng xạ, tia cực tím, chất thải công nghiệp, khí thải ô tô, xe máy, nguồn nước ô nhiễm. Những tác động có hại này là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh tim mạch, ung thư và các bệnh nguy hiểm khác. Để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị những loại bệnh kể trên, không ít người đã tìm đến các loại thực phẩm chức năng. Nho thai cừu, sữa ong chúa, omega 3, bảo giảm cân là những cái tên quen thuộc được nhiều người tìm đến và truyền tay nhau trong những năm trở lại đây. Đó chỉ là một vài trong thống kê hơn 10.000 sản phẩm thực phẩm chức năng trên thị trường. Tuy chỉ xuất hiện ồ ạt khoảng vài năm nay, nhưng thực sự nó đã làm mưa làm gió. Thực chất thực phẩm chức năng tốt xấu như thế nào? Mời quý khán giả cùng theo dõi góc nhìn đa chiều hôm nay. Theo Viện Khoa học và Đời sống Quốc tế, thì thực phẩm chức năng là thực phẩm có lợi cho một hay nhiều hoạt động của cơ thể, như cải thiện tình trạng sức khỏe và làm giảm nguy cơ mắc bệnh hơn là so với giá trị dinh dưỡng mà nó mang lại. Cũng như thực phẩm thuốc, thực phẩm chức năng nằm ở nơi giao thoa giữa thực phẩm và thuốc, và người ta cũng gọi thực phẩm chức năng là thực phẩm thuốc. Theo thống kê, hiện nay có hơn 20.000 sản phẩm thực phẩm chức năng đang được bán tại thị trường Việt Nam, trong đó 60% là hàng sản xuất trong nước. Nghiên cứu tại hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, có đến 60-70% người dân sử dụng thực phẩm chức năng. Có thể nói, nhu cầu sử dụng thực phẩm chức năng của người dân Việt Nam là rất lớn và ngày càng tăng cao. Cái sử dụng thực phẩm chức năng, thứ nhất là chúng ta phải có cần sử dụng không cái đã, chứ không phải tất cả mọi người đều sử dụng. Cái thứ hai, cần sử dụng cái gì, nhằm đối tượng nào, có mục đích gì thì phải rõ ràng. Chứ không phải là chúng ta thấy đây là thực phẩm chức năng và nó hoàn toàn không có hại, nó là thực phẩm ăn được cho nên nghĩa là uống cũng được và mình không bệnh gì mình cũng uống, hoặc là mình bị bệnh này nhưng mà mình uống loại khác thì không có nên. Chỉ cần gõ từ khóa thực phẩm chức năng trên bất cứ trang mạng xã hội nào cũng sẽ cho ra hàng ngàn kết quả tìm kiếm với đủ mọi công dụng, thành phần, nguồn gốc, từ hàng nội địa đến hàng sách tay nhập khẩu trực tiếp. Nhiều loại còn được quảng cáo là thần dược, chữa bệnh ung thư, kéo dài tuổi xuân, giảm cân siêu tốc, giá mỗi nơi một khác, từ vài trăm ngàn đồng cho đến hàng triệu đồng một sản phẩm. Chính vì nhu cầu sử dụng cao, không ít cơ sở đã không ngần ngại sản xuất và tung ra thị trường hàng tấn các loại thực phẩm chức năng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Như sự việc xảy ra vào cuối năm 2017, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Cần Thơ bắt quả tang một chiếc ô tô chở 93 thùng chứa thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Trước đó tại Hà Nội, cơ quan chức năng đã thu giữ hàng chục tấn thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc đang trên đường đem đi tiêu thụ. Theo báo cáo tại hội thảo về thực trạng sử dụng thực phẩm chức năng diễn ra gần đây, có tới 40% thực phẩm chức năng trôi nổi có chứa chất cấm. Và cũng nhiều trường hợp làm giả các sản phẩm thực phẩm chức năng của các hãng nước ngoài được Cục An toàn Thực phẩm phát hiện. Người chịu hậu quả sau cùng khi sử dụng phải các sản phẩm giả kém chất lượng, không ai khác chính là những người tiêu dùng. Không chỉ mua phải thực phẩm chức năng kém chất lượng mà việc lạm dụng nó cũng gây hậu quả cực kỳ nguy hại. Bởi gìn giữ sức khỏe, làm đẹp cũng cần dưới sự kiểm soát của y bác sĩ, việc tự ý mua về dùng là điều không nên. Như trường hợp của người đàn ông ở Phú Thọ đã suýt mất mạng vì tự ý dùng thực phẩm chức năng để giải độc. Hay trường hợp gần đây nhất là vào đầu năm 2018, một người phụ nữ ở Sơn La cũng đã suýt mất mạng vì dùng thực phẩm chức năng để giảm cân. Đáng lưu ý, ngoài những loại thực phẩm bổ sung vi chất cho người lớn tuổi, thì ngày nay cũng có rất nhiều loại thực phẩm chức năng được quảng cáo là có tác dụng với trẻ nhỏ, như bổ sung đầy đủ các chất cho sự phát triển của bé, tăng chiều cao tối ưu, hay giúp bé hết biếng ăn, tăng cân mà không có tác dụng phụ. Nếu dùng thực phẩm chức năng, người tiêu dùng cần tỉnh táo và lưu ý một số vấn đề sau. Chọn những sản phẩm của nhà sản xuất uy tín, tránh trường hợp mua phải thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng. Nên chủ động hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ để được tư vấn về việc sử dụng thực phẩm chức năng. Cần báo cáo ngay với cán bộ y tế về bất kỳ tác dụng phụ nào xảy ra trong quá trình sử dụng. Về phía người tiêu dùng, các chuyên gia khuyến cáo cần hiểu đúng, mua đúng, dùng đúng, không nghe tin đồn mà thần thánh hóa một số loại thực phẩm chức năng, cũng như là không nên tin nội dung quảng cáo bằng tờ rơi, không có tên địa chỉ nhà in, số giấy phép in, hay là sản phẩm nói quá về chức năng chữa bệnh, tránh tình trạng bị tiền mất tật mang.